Đấy. Đây là khuôn viên của trường Phương Nam. Đó. 3 tầng. Sân tập thể thao này. Sân thể thao rất là đẹp nhé, cây cối. Thì công nhận là cơ sở vật chất ở đây thì khỏi phải chê rồi. Không phải chê, sạch sẽ này, nhà vệ sinh. Như là khách sạn luôn nhỉ. Nhà vệ sinh như khách sạn luôn. Nhiều bạn, các bạn toàn selfie trong này. Đây selfie. Là nam này, vâng. Đây bên này nữ. Selfie là vệ sinh. Rồi, thì đúng mà. Nhiều bạn mà, đấy, chị cứ đi vào tự sáng. Ồ, hay nhỉ. Giống điện thông minh mà. Ồ, hay quá nhỉ. Các con ở đây thì đúng là cũng rất là tiện luôn, vệ sinh sạch sẽ luôn này. Đấy, và lúc nào nó chả có mùi gì. Đảng vụ trường em là cũng giữ cho sạch sẽ và không có mùi. Đấy, bình thường là nếu mà ít vệ sinh là cứ có cái cửa ở đây. Đấy, nhưng mà trường em là không làm cửa nên là lúc nào cũng phải giữ sạch. Này em thấy thiết kế cái hệ thống vệ sinh tự động này hay nhờ. Ra vào là tự vào không tự. Đấy, bật là, tắt luôn. Thực tế chị ạ là nhiều bạn là học ở trường công là nhà vệ sinh các bạn không dám đi. Đúng rồi. Kinh quá. Đúng rồi. Nhưng mà đây đấy đến đây các bạn ấy rủ nhau vào chụp ảnh rồi là selfie trong đấy suốt. Đây là phòng ăn. Không, đây là các phòng câu lạc bộ và các phòng chức năng ở nhà trường. Vâng. Đấy, đến giờ học đây là của tiểu học đúng không? Không, các con có thể dùng chung chị nhá. Những phòng câu lạc bộ này các con có thể dùng chung. Đẹp không? Ôi màu mờ. Nhà này. Chị Nga chính là đội trưởng. Vâng ạ, chị Nga cũng mới nghỉ từ 2 năm nay rồi. Đây, trên tầng 2, tầng 3 của chú cái nhà này các con có phòng y tế của trường rồi. Đi đi về cho con gái xem. Đây là sân thể thao. Sân trước sân sau rộng không ạ? Đây là tầng vừa rồi là khu vực tầng 1, bây giờ là bước lên tầng 2 của trường Phương Nam. Có rất là nhiều những ban nô này. Kỷ luật, chăm chỉ thành công, trách nhiệm tận tâm sáng tạo này. Đây là phòng học đây. Đây, một phòng học sẽ như thế này. Đây, phòng nào cũng hai điều hòa. Máy chiếu và bàn ghế sẽ tương tự như thế này. Phòng nào cũng sẽ tương tự này. Chào các con. Chào con. Con chị học đây rồi. Đây, mời chị đi sang đây. Đây, toàn bộ cái không gian này chỉ là chỉ bạn đừng cố gắng. Tầng 2, tầng 3 là của cấp 3. Rồi, chờ chị. Để xe đây. Nhưng mà cấp 3 là họ không cho đi xe máy đâu, đi xe điện như sao? Bỏ khóa tiềm năng. Bây giờ để cho học sinh đi xe máy hả em? Thật ra là bây giờ là các bạn ấy là vừa mới nghỉ dịch. Đấy, nên là cũng nhiều phụ huynh là chưa có nghỉ 2 năm rồi. Đấy, nên là nhà trường cũng tạo điều kiện cho các con và đúng phụ rồi, huynh. Trước kia không cho đi đấy, xe máy. Vâng, còn trước kia là yêu cầu là tất cả là xe dưới 50 phân khối hết. Đây, nhà vệ sinh. Cháu nhà người nhà nam hay nữ? Nữ. Cháu nữ. Đấy, các bạn ấy toàn vào nhà vệ sinh selfie. Đây. Không gian rất là rộng rãi thoáng nhỉ. Đấy, và đây là cơ sở là của trường em. Chứ không phải đi thuê một số trường, họ đi thuê là có thể là năm nay học ở đây nhưng sang năm lại học ở chỗ khác. Rồi, và đấy, họ đã đi thuê thì cơ sở không bao giờ được khang trang, được đầu tư bài bản như thế này. Đúng rồi. Chị cứ
tham khảo một số những cái trường, nhất là những cái trường tư xung quanh đây này, thì hầu hết là cơ sở họ đều đi thuê đấy, và phòng ốc thì nó không có không gian nó như thế này, sạch con sẽ nhiều khi còn không có chỗ mà chơi, sạch sẽ thoáng mát. Trường này phong trào thể thao nó tốt lắm. Hình như là chị Hà có một cái nhà chung cư ở gần đây à? Linh Đàm. À, Linh Đàm ngay gần đây đấy đúng không? Bạn ơi, xong em là yêu cầu xin đi làm nhá. Thầy dạy bóng rổ. Thầy dạy bóng rổ. Bóng rổ được mỗi năm lên như là sân thể thao chuyên thì không được cái là cái khuôn viên rồi. Ở đây nhà ăn à? Đấy, thì rộng rãi nhỉ? Hoặc là trưa các con đăng ký bán chú, sáng thì các con ăn sáng ở đây. Đấy, xong ăn xong, ví dụ trưa bạn nào đăng ký bán chú ăn xong ở đây các con lên lớp các con nghỉ. Đấy, chị nhìn nhà ăn này, nhà trường cũng trang bị điều hòa, quạt các chú. Đấy. Rất là tuyệt vời. Hợp lý. Là, nếu mà nói để điều kiện cho các con học thì tập với cả hoạt động ở đây thì chắc là cũng khó mà trường nào hơn được. Quá là được luôn. Còn khuôn viên này màu đẹp chưa này, màu hoa đẹp quá. Mà quan trọng cái chuyện là mình có duy trì được cái nếp và cái hoạt động hay là các thứ không. Đấy, những trường công thật ra thì chị bảo bây giờ trường nào cùng lắm là một nhân viên hoặc hai nhân viên cả phụ là cùng. Nhà vệ sinh nó có mới xây không bao giờ giữ được sạch. Đấy, mà họ hàng nghìn học sinh đây. Không, đúng nhà là ở đây rất là thoáng, không gian ở đây cực kỳ thoáng cô luôn. Cô ở trường em là đến 7 cô tư tạp vụ. Mà ngày vệ sinh một ngày phải dội đến chục lượt. Chị ạ, có lau chùi nó mới được như thế. Chứ còn chị bảo một nhân viên vệ sinh thì làm sao mà sở được. Tức là trường mình lại vừa có cả trường tiểu học luôn à? Có tiểu học. Cái giấy nhà này là học sinh tiểu học. Bên này tiểu học. Cái giấy mà em vừa dẫn các chị đi là giấy cho học sinh cấp 3. Đấy, các con mà trước mà mặt thì cũng rất nhiều trường nhỉ? Đây là mẫu giáo. Kia cũng là cùng hệ thống của trường, là trường mầm non ở bên đấy. Ồ, hay nhỉ? Vâng, vâng. Rộng rãi, tuyệt vời luôn. Vâng. Cảm ơn em. Vâng, vâng. Rất là chu đáo nhỉ? Đó. Đẹp quá. Về cơ sở vật chất thì chị nói rồi. Đẹp quá luôn. Chị Hà thì cũng nói là giáo viên ở đây cũng tốt mà. Các cô trang lắm. Mà cô đến cô lễ tân cô còn nhớ học sinh, tên học sinh thì phải biết là rồi. Dễ thương quá. Đó. Đây để em lưu lại để em gửi chia cho cả bố của Diệu Ngọc nữa. Mà cô review cô đang